Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến shop mai vàng của Lệ Tâm để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số phô mai ha. Đây, em chào chị. Rồi, chị chào Tấn, kính chào quý khán giả trên mọi miền đất nước. Hôm nay em có đem về một lô mai phôi, rất mong anh chị em cô bác tình xa nhấn chút thời gian vào xem ủng hộ shop. Shop của em địa chỉ Bình Long, sông Bình, Trừ Ảo, Tiền Giang à. Số điện thoại của em cũng là số Zalo nằm trên tiêu đề. Hình thức của tụi em là bao ship toàn quốc à. Rồi. Vào đầu clip vẫn là mã số 1 à, bên đây. Rồi, mã số 1 em bên đây quý vị ơi. Cao 77. Rồi. Cái hoành 19. Rồi, xây luôn, 19 hoành nè quý vị. Để số 22 luôn nè. 22 rồi, đúng 22. Luôn. 22, kính bầu luôn ha. Ừ. Kính bầu luôn không vậy? Giá bình dân cô bác ơi. Mã số 1 này giá 360 ạ. Rồi 360. Rồi mã số 2. Cao 74. Cái hoành 16 ạ. Rồi 16 hoành. Từ ô khỉ dài. Chân dài. À, bộ chân cũng khá dài. Rồi. Giao lưu như chị. Rồi mã số 2 này giao lưu 200 ạ. Rồi 200. Rồi mã số 3. Cao 64. Cái hoành 21. Rồi. Xây luôn. Để luôn. Ở đây quý vị này để bàn nè, xe đều bầu luôn. Đó. Rồi, giao lưu nha chị. Rồi mã số 3 này giao lưu 208 ạ. 208. Rồi mã số 4 luôn. Cao 57. Cái quanh 19. Rồi, xe xe luôn. Này của mình nó có gân sọc. Rồi, để đây quý vị. Rồi, giao lưu nha nhiều chị. Rồi, mã số 4 này giao lưu 206 ạ. 206. Rồi, ủa, mã số 5 luôn. Năm tược ra quá trời rồi. Cao 70. Cái quanh 18. Rồi, 18 quanh. Tay cạnh thì đâm xịt thực rồi. Quá mạnh rồi. Để đây để xịt thực luôn. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, mã số 5 này giao lưu 220 ạ. Rồi, 220 luôn. Rồi, mã số 6 luôn. Cao 79. Cái hoành 18. Rồi, 18 hoành. Để đặt cứng bầu. Đây, để đây, cứng bầu luôn. Rồi, giao lưu nhiêu rồi chị? Rồi, mã số 6 này giao lưu 208 à. 208 rồi quý vị ơi, giá yêu thương quá xá quá xa luôn. Cao 79. Cái hoành 24. Rồi, xe xe luôn. Rồi, để đây quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, mã số 7 này giao lưu 300 à. 300. Rồi, qua mã số 8 luôn. Cao 57. Cái hoành 19. Rồi, để đây quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Mã số 8 giao lưu 300 à. Rồi, 300 à, để cứng cống luôn. Rồi, qua mã số 9 luôn. Cao 77. Cái hoành 23. Rồi, 23 hoành. Hoành 23, để đây quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Mã số 9 thì giao lưu 207 à. Rồi, 207. Rồi, mã số 10 luôn. Cao 49. Cái hoành 16. Rồi. Để luôn nào quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, mã số 10 này giao lưu 109 à. Rồi, 109. Rồi, mã số 11 luôn. Cao 37. Cái hoành 17. Rồi, 17 hoành. Rồi, để luôn. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Mã 11 này giao lưu 200 à. Rồi, 200. Qua mã số 12 luôn.
Cao 34, Kế Hoành 19. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Mã 12 này giao lưu 200 ạ. 200. Giờ mới tưởng là 300. Rồi, mã số tiếp theo, mã số Cao 63. 68. Kế Hoành luôn. Kế Hoành 21. Rồi. À, để luôn à quý vị. À, để quá xa đế chứ quý vị. À, đặt cái tờ ha. Đặt bầu. Tay cành cũng đều. Giao lưu nhiêu chị? Rồi mã 13 này giao lưu 308 à. 38 cái đẹp quý vị. 14 luôn. Cao 42. Kế Hoành 21. Rồi xe xe luôn. Để luôn à quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, mã 14 này giao lưu 300 à. Rồi, 300. Rồi, qua 15 luôn. Cao 59. Kế Hoành 20. Rồi, 20 Hoành. Rồi, để luôn rồi quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, mã 15 này giao lưu 220 à. 220, rồi, qua 16 luôn. Cao 59. Kế Hoành 15. Rồi, 15 Hoành. Rồi, để luôn rồi quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, mã 16 này giao lưu 206 à. 206. Rồi, qua mã số 17 luôn. Cao 87. Kế Hoành 18. Rồi, một em trực tay cành đều luôn. Tay cành đều rang ha. Còn để đây. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, mã 17 này giao lưu 200 à. Rồi, 200. Rồi, qua 18 luôn. Cao 34. Kế Hoành 16. Rồi, để luôn. Xe xe xe. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, mã 18 này giao lưu 250 à. Rồi, xuống cây luôn. 19 luôn. Cao 74. Kế Hoành 18. Rồi, để luôn nè quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu anh chị? Rồi, mã 19 này giao lưu 109 à. Rồi, 109. 20. Cao 28. Kế Hoành 18. 19 yếu một chút. Để đặt thần. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, mã 20 này giao lưu 206 à. 206. 21 đây. Cao 73. Kế Hoành 19. Rồi, xe xe luôn. 19 Hoành. Tay cành đều. Để đây. Để cũng đặt ở dưới luôn nè quý vị. Hả? Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, mã số 21 này giao lưu 200 ạ. À. 200, giấy thương luôn. Cái mã 22 luôn. Đây. Cao 57. Kế Hoành 19. Rồi, 19 Hoành. Nguyễn Phụ Đế luôn. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, mã 22 này giao lưu 204 ạ. À. 204. Rồi, qua 23 luôn. Cao 34. Kế Hoành 20. Rồi, xe xe luôn. À, để vàng xe đều luôn. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, mã 23 này giao lưu 300 ạ. À. 300. Rồi, xuống cây luôn. Cao 34. Kế Hoành 17. Rồi, 17 Hoành. Rồi, để quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, mã 24 này giao lưu 220 ạ. À. Rồi, xuống cây luôn, 220. Cao 59. Kế Hoành 20. Rồi, xe xe luôn. Rồi, để đây quý vị. Đặt hết trơn ha.
Rồi Zalo nhiêu chị? Rồi mã 25 này Zalo 203. Rồi 203, rồi mã 26 luôn. Cao 79. Cái quần 20. Rồi xe luôn, 20 quần. Để đây quý vị. Rồi Zalo nhiêu chị? Mã 26 này Zalo 202 à. Rồi. Rồi 27 luôn. Cao 39. Cái hoành 20. À, 20 hoành. Để cái gì để con đặt để quá nè. À, trong chiều đầy đủ hơn đây. Rồi, để luôn nha chị. Trời mã 27 này giao lưu 300 à. 300. Cao 68. Cái hoành 21. Rồi. 21 hoành. Rồi để luôn. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi mã 28 này giao lưu 208 à. 28 rồi, qua 29 tới cặp tôi với ơi. 32 cao. Chứ hoành 17. Đây hoành 16. Rồi, để em nói luôn. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi cặp 29 này giao lưu 204 à. 204. Rồi, cặp 30. Cao 73. Cái hoành 18. Đây hoành 19 đi, 20 thì nó yếu. Rồi, để đây quý vị. Vũ tược hết trơn à. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, cặp 30 thì giao lưu 208 à. Rồi, 208. À, cặp 31 luôn. Cao 63. Cái hoành 15. Cái hoành 17. Rồi, 15 hoành, 17 hoành. Còn để em nói ha. À, ok quá đây. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, cặp 31 này giao lưu 350. Rồi, 350. Cao 22. Cái hoành 14. Cái hoành 11. Rồi để em nói luôn. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi cặp 32 này giao lưu 250 à. Rồi 250. Rồi qua cặp 33 luôn. Cao 30. Cái hoành 12. Đây hoành 9. Rồi để nó đây. Rồi cặp này giao lưu nhiêu chị? Rồi cặp 33 này giao lưu 170 à. Rồi xuống cây luôn. Cặp tiếp theo. Cao 31. Cái hoành 14. Đây hoành 13. Rồi xây xây luôn. Rồi giao lưu nhiêu chị? Rồi cặp 34 này giao lưu 200 à. 200. Cặp 35. Cao 28. Cái hoành 10. Hoành 10 luôn. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, cặp 35 này giao lưu 160 à. 160. Cặp 36 luôn. Cao 33. Cái hoành 16. Đây hoành 15. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, cặp 36 này giao lưu 240 à. Rồi, 240. Rồi, cặp 37 luôn. Cao 47. Cái hoành 15. Cái hoành 15. Để luôn. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Cặp 37 này giao lưu 250. Rồi, 250. 38 luôn. Cao 33. Cái hoành 10. Cái hoành 10. Rồi. Để cái gì? Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, cặp 38 này giao lưu 160 à.
16. Rồi xuống cây luôn. 29 luôn. Cao 24. Hoành 9. Đây hoành 11. Rồi. Nhỏ mà cặp đế ok. Rồi, vậy là nhiêu chị? Rồi cặp 39 thì giao luôn 140 à. Rồi 140, rồi cặp 40. Cao 40. Cái hoành 16. Rồi. Cái hoành 16 luôn. 16 hoành hết rồi quý vị. Rồi, giao luôn nhiêu chị? Rồi, cặp 40 này giao lưu 220 à. 220, rồi qua cặp 41 luôn. Cao 33. Cái hoành 10. Cái hoành 10 luôn. Rồi, để hẹn nó luôn. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, cặp 41 này giao lưu 170 à. 170, cặp 42 luôn. Cao 15. Hoành 10. Hoành 12. Cây nhỏ này giờ tượng mạnh tới bể không? Cái lần. Rồi giao lưu nhiêu cặp chị? Rồi cặp 42 này giao lưu 130. Rồi 130. Rồi qua cặp 43 luôn. Cao 34. Cái hoành 12. Cái hoành 13. Rồi để luôn nha quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Cặp 43 này giao lưu 190 nè. Rồi, xuống cây luôn. 4 luôn. Cao 29. Quanh 12. Quanh 13. Rồi, nghe kỹ ha. Hai này chân cũng nôm nôm dài dài đó ha. Nôm dài giống nhau, sần sù nó cũng giống nhau luôn. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, cặp 44 này giao lưu 250 à. 250, rồi, qua cặp 45 luôn. Cao 24. Cái hoành 12. Cái hoành 11. Rồi. Chiếc mồ hồi hộp hết rồi. Vô mắt tay. Ráng thì cặp hả? Rồi giao lưu như cặp 45 này giao lưu 160 à. Rồi 160. Rồi cặp cuối đây. Cao 30. Cái hoành 16. Hoành 18. Rồi để hẹn nó luôn cái gì. Rồi giao lưu như chị. Rồi cặp 46 này giao lưu 240 à. Từ giá yêu thương luôn nè. Chào lời giống cô clip em không có gì hơn. Kính chúc quý cô bác, anh chị em trên mọi miền đất nước một ngày mới tràn đầy niềm vui à. Kính chúc thời gian vào xem ủng hộ shop em cảm ơn à. Rồi xin chào, hẹn gặp lại quý vị mình clip sau.